Chiều ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội ra mắt không gian sách lý luận chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không gian sách lý luận chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trưng bày 1.000 đầu sách in và các phương tiện phục vụ nhu cầu sử dụng sách nói, sách điện tử. Các ấn phẩm trong tủ sách đều có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành. Không gian được chia thành các mảng đề tài, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về người, sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua không gian sách nhằm giúp các giảng viên, học viên, cán bộ, viên chức của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Liên hoan các ban nhạc học sinh Trung học phổ thông Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh và tạo sân chơi cho học sinh thủ đô đã diễn ra vào tối ngày 14 tháng 4 với quy mô gần 2.000 khán giả. Liên hoan được đánh giá cao với các tiết mục thuộc nhiều thể loại âm nhạc, phối hợp với nhiều loại nhạc cụ phong phú, có chất lượng nghệ thuật cao. Để rồi này bước trên con đường đời, dù bao gian khó trông gai người tôi ở dưới vòng cờ đoàn quân Việt Nam đi. Háo hức mong chờ cùng nhau tập luyện chỉ mới ít ngày gần đây, nhưng với niềm đam mê âm nhạc, khát vọng của tuổi trẻ, những thành viên trong nhóm nhạc cũng là những học sinh chuẩn bị rời ghế nhà trường, mong muốn được cháy hết mình trong đêm diễn như một kỷ niệm khó quên của tuổi học trò. Và bọn con vừa trải qua một vài kỳ thi như là kỳ thi IELTS, hoặc là thi đánh giá năng lực, hoặc là thi khảo sát của sở đấy, nên là cái thời gian để mà chơi nhạc nó cũng ít lại. Bọn con tập cái bài vừa xong, cái bài đó thì mới chỉ khoảng độ gần một tuần gần đây thôi. Bọn con cảm thấy là cái khoảng thời gian là bọn con đánh đàn rồi hát cho nhau, đó là những cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Thậm chí là kiểu bọn con chỉ ngồi với nhau đánh đàn thôi, và kiểu cảm giác như là kiểu cả ngày hôm đấy là bao nhiêu kiểu căng thẳng các thứ nó tan biến hết. Con cảm thấy đây là một sân chơi rất là ý nghĩa. Thực sự là con không thể nghĩ được là mình có thể làm được một cái sân chơi nó lớn như thế này để cho các bên nhà cùng nhau giao lưu và học hỏi. Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức một cái sân chơi cho các em học sinh trung học phổ thông. Và ở đây là tổ chức cho các ban nhạc, các nhóm nhạc. Thì chúng tôi với là các trường, chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi để đón nhận cái tin này. Bởi vì đây là một cái sân chơi rất là trí tuệ và bổ ích, giúp cho các con bớt được cái căng thẳng sau một cái giờ học. Và đặc biệt là cũng thể hiện được cái tài năng, cái khả năng của mình. Ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho học sinh Hà Nội phải trải qua một thời gian khá dài thiếu đi những sân chơi ý nghĩa sau giờ học căng thẳng. Liên hoan các ban nhạc, nhóm nhạc học sinh trung học phổ thông lần đầu tiên được tổ chức với mục đích nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, tạo sân chơi cho những học sinh thủ đô có năng khiếu, đam mê âm nhạc, đã được các nhà trường, các em học sinh và các vị phụ huynh đón nhận nhiệt tình. Cảm thấy vui thôi, bởi vì chắc chắn là ai cũng đạt được giải mà cô. Thế nên là bọn con sẽ cố gắng hết mình biến cái này thành một cái show cho riêng mình với cô. Con cảm thấy là việc vui nhất đây là được ca hát, được giao lưu với những bạn có cùng đam mê mình. Con dự đoán là bài biểu diễn của bọn con tối nay sẽ đốt cháy được hội trường hôm nay. Sau lần đầu tiên tổ chức thành công này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức liên hoan các ban nhạc học sinh Trung học phổ thông Hà Nội định kỳ 2 năm một lần, giúp học sinh có được một sân chơi thực sự phù hợp với nhu cầu và lứa tuổi của các em. Thưa quý vị, theo Công ty Công nghệ An ninh mạng NSC, thì thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tấn công mạng nhằm vào các website của nhà nước và cơ sở giáo dục. Thống kê sơ bộ của Công ty Công nghệ An ninh mạng NCS, hiện có gần 170 trang về giáo dục có tên miền .edu.vn cũng bị tấn công, cài nội dung liên quan đến cá độ, cờ bạc. Hình thức tấn công vào các trang về giáo dục có tên miền .edu.vn cũng tương tự như với các website của các cơ quan nhà nước đã từng diễn ra. Bên cạnh một số đã xử lý ngay, vẫn còn nhiều đơn vị chưa tìm được lý do cụ thể dẫn đến việc bị cài cắm lại, hoặc thậm chí chỉ xử lý một cách đơn giản như xóa nội dung không phù hợp mà không sửa lỗi. Để khắc phục triệt để, Cục An toàn Thông tin đã gửi thông báo tới các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin để rà soát,
đồng thời nhắc nhở các đơn vị ngăn chặn và xử lý tình trạng nội dung không phù hợp trên website của cơ quan nhà nước. Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 với nhiều hoạt động đặc sắc và đầy hấp dẫn. Đó là thông tin được đại diện Sở Du lịch Lào Cai đưa ra trong cuộc họp báo vào chiều ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội. Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa được tổ chức với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt giới thiệu hành trình 120 năm du lịch Sapa. Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác, như hội chợ thương mại biên giới Việt Trung Lào Cai năm 2023, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, giải marathon vượt núi quốc tế, tuần lễ thời trang áo dài và các sản phẩm may mặc Sapa, cuộc thi sáng tác văn học và nghệ thuật chào mừng, cùng nhiều hoạt động theo kế hoạch thực hiện lễ hội năm mùa du lịch Sapa 2023. Một trong những hoạt động được chờ đón và chuẩn bị công phu là liên hoan ẩm thực quốc tế với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng du lịch nổi trội, các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc riêng có của Sapa. Mục tiêu hướng tới xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa mang tầm quốc tế. Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh, tập trung hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo và có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh cao, tạo điểm nhấn để thu hút du khách. Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2023, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh, tập trung hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung xây dựng phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chính, gồm du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà, du lịch MICE, thể thao, khám phá hang động mạo hiểm. Thái Nguyên đang tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển 5 điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch về nguồn, theo đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.